nơi không bị thiên nhiên đá sông đại để cho nơi chùa tham bần tây để phép đi trên trạng Campuchia ban phần nam phần nhà từ lục mai sơn côn đại chi đà ra chùm riêng nước ban ari côn từ lời ca sĩ liệp bẹ ở bờ nẹt chặt cả tu tới ở bờ krom chùm đại chi Campuchia cứ lô kê su kê hồng đà đại lục ban ari côn nước sông đại ban phần nhà ở trên mốc sông tô chia xa thiên đàn nơi lĩnh ngay tìm mỗi khai ưu sơ phía chân nằm bì bọn mà phầy bày ní xôn bạch để cho hồn sái để dụ rạch thông bần trây này bệnh hình chiên ở trạng Campuchia bàn chặt tốc ca rì côn ở bọn lục mây sơ cùn chùm bố ca sơ liệp bẹ ở bọn lục kê sù kệ hồng đá nẹ chặt ca tù tơ cửa bàl tuột chùm đời chít Campuchia ông lông lục tự đất nôm đòi phụ tuột cửa bàl tuột chùm đời chít Campuchia bà cút chùm mùi cửa chùm đời chít tìm mò thá chìa rương bần trâm trời sọ xong lại để cho thá ca xôm tố cư bởi chạy phí phép thay thân ốc nông niêm chỉ côn khám ai mùi rút chung phú ca rì côn mần xóm xa rộp đi. Bà tu sĩ kể chốn xôm bình chạy đà thá lô kê xô kê hông đá cư chì cừu chùm bởi chiết bà tuốt rô bọc Campuchia hai lô nâng trời bình chọc ở nát nơi cao ca bà cút kê la xì kém nì hài bà chân thế bằng tốt bì miên ca rì côn tam dựa Facebook nơi thường ngày đi tốt tại mặt đó xong lại để chỗ bán và đảm phá nhớ từ lúc mai sử dụng hai hai nơi môn đi bằng tịch mà là cao xong lại bán miên phá xác lúc mai sử dụng có bán trình xá xong tốt chứa xa thế nào hai đài tam dựa Facebook page rồi bỏ lúc tốt tại mặt đó cứ lúc bán xong tốt tới đó lúc kê sụ kê hông đà đại chỉ nãy chặt ca tù tới cổng chụp được chết bảo tốt rồi bỏ Campuchia nâng xong áp hệ tốt bì bóng 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 đào khóc chung đi chẳng có lúc xôm ca à phải tốt hơi đại bạc.